Chào các bạn. Trong video này, theo yêu cầu của một số bạn theo dõi kênh YouTube của mình, các bạn muốn mình hướng dẫn cho các bạn chi tiết cái cách mà sửa một cái bo nguồn led driver. Một cái trường hợp mà các bạn hay gặp phải là cái trường hợp mà chập cháy nổ cái bo nguồn led driver nha các bạn. Ở đây khi mà các bạn cắm cái bo nguồn led driver vô thì nó nổ cái bụp một cái, đồng thời nó cháy nổ nha các bạn, nó cháy linh kiện hoặc là trường hợp mà nó phát ra tiếng nổ luôn. Thì nguyên nhân ở đây nha các bạn là do bị chập IC chỉnh lưu. Cái con IC chỉnh lưu, IC đầu tiên, cái đầu vào của nó nguồn AC 220V đó, là con IC 4 chân này nè. IC chỉnh lưu này nó thay thế là cái cầu diode nha các bạn. Bốn con diode có mắc dạng cầu thì nó sẽ chỉnh lưu cái nguồn AC 220V thành cái nguồn DC, tạo thành cái nguồn B cộng khoảng 310V DC đó các bạn, để cấp nguồn cho toàn bộ cái mặt đèn nó hoạt động không? Thì ở đây một khi cái con IC chỉnh lưu này á, nó bị chập á, nó sẽ làm chạm hai cái chân B cộng và chân mát. Các bạn khi mà các bạn quan sát, các bạn nhìn trên đây nè, đầu ra của cái IC chỉnh lưu này sẽ có bên chân cộng chân trừ nha các bạn. Khi mà các đo nó sẽ bị chập. Các bạn có thể dùng một cái đồng hồ kim hoặc đồng hồ số ha, rồi các bạn đo chập mạch đó, các bạn chích vô cái chân cộng chân trừ này nè của cái con IC chỉnh lưu 4 chân á, các bạn nhìn nè, mình chích hai chân cộng trừ, các bạn thấy không, nó phát tiếng kêu là ý là nó thông mạch nha các bạn, nó bị chập mạch ra. Trường hợp này á, là cái ngõ ra của nó bằng không nữa nha các bạn, nó không có điện áp mà. Đây là một trong những cái ban mà cơ bản hoặc là cái ban kinh điển của cái bo nguồn led driver này. Thì cái cách hướng dẫn sửa chữa này á, các bạn có thể áp dụng vô một số cái mạch nguồn khác nha, như cái mạch nguồn switching á, trong cục sạc điện thoại hoặc là adapter, hoặc là mấy mạch nguồn dùng biến áp cách ly á, dùng trong mấy cái tivi hoặc là mấy cái âm ly đời cũ nha các bạn. Các bạn có thể áp dụng được cách này luôn. Thì sau đây mình sẽ tiến hành mình đo đạc, mình kiểm tra nha. Trước tiên á, các bạn lấy cho mình một cái bóng đèn tròn nha các bạn. Cái đèn tròn 220V ha. Rồi tiếp theo đây á, các bạn lấy một cái sợi dây cấp nguồn cho nó. Mình sẽ dùng một cái đầu nối nhanh nha các bạn. Các bạn có thể thử bóng đèn tròn này cũng được. Nói chung là cái bóng đèn tròn này nó sẽ thay thế một cái cầu chì để bảo vệ cho các bạn trong trường hợp mà nó bị chập mạch đó. Rồi sau đây mình sẽ cắm thử cái bóng đèn tròn này nha. Rồi vậy là ok nha các bạn. Đây là hai cái dây của nó, thì mình sẽ tách ra nha. Các bạn tách cho mình một đầu dây ra, một dây các bạn giữ nguyên ha. Đây là cái bao mạch nguồn led driver mà nó bị chập cái đường B cộng. Thì đây mình sẽ dùng một hai cái sợi dây nha các bạn, mình hàn vô ha. Hàn vô cái đường vào AC của nó nha các bạn. Nói chung á, các bạn thực tành các bạn làm một cái kỹ năng để mà mốt sau này các bạn có thể sửa được nhiều đồ điện tử nữa. Các bạn chú ý nha, cái bo nguồn led driver này á, là cái mạch nguồn
không cách ly nha các bạn, là mạnh nguồn trực tiếp á. Các bạn sờ vô thang heo, các bạn sửa chữa thao tác á, nó khả năng nó bị chạm chập, nó bị giật cháy nổ là rất rất cao nha, nên các bạn an toàn điện, cách điện cho mình là hàng đầu. Rồi tiếp theo mình sẽ đấu nối nha các bạn, hai cái chân AC ngõ vào nè các bạn, mình nối một chân á vô cái đầu nguồn AC 220V nha các bạn. Rồi cái chân còn lại á mình sẽ nối vô một cái chân rời của bóng đèn hồi nãy, mình sẽ dùng một cái đầu nối nhanh nha, mình kết nối. Đây. Trong trường hợp đó các bạn, cái bo nguồn led driver này nó bị chập mạch á thì cái bóng đèn này sẽ sáng nha các bạn. Còn trường hợp á mà cái bo nguồn led driver này á nó bình thường thì cái bóng đèn này nó không sáng. Sau đây mình sẽ cấp nguồn vô, mình thử bật thử coi cái nguồn led driver này á có bị chập không nha. Các bạn nhìn nè, thấy không, bóng đèn này nó sáng các bạn, như vậy chứng tỏ là cái bo nguồn led driver này của mình nó đã bị chập rồi. Rồi tiếp theo đây á, mình sẽ tiến hành mình hàn thử tháo gỡ linh kiện ra, bóc cái con IC chỉnh lưu 4 chân này ra nè các bạn. Tại vì á cái IC chỉnh lưu 4 chân này á nó sẽ tạo ra cái nguồn điện V cộng khoảng 310V DC. Hôm nay mình đã đo B cộng với mát á, thật là các bạn cảm thấy là chắc chắn nó bị chập rồi, thì giờ mình sẽ bóc con này ra coi có nó còn bị chập nữa không nha. Ở đây mình sẽ dùng cái máy khò nha các bạn. Các bạn bóc máy khò cho nó nóng một tí nha. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành mình bóc cái con IC chỉnh lưu 4 chân này ra nha các bạn. Các bạn đỡ trên một cái miếng kim loại á để cho khi mà các bạn khò vô cái hơi nóng nó không bị cháy cái phía dưới nha. Rồi ở đây mình dùng một ít mỡ hàn cho nó dễ lấy ra. Hai cái chân này các bạn có thể xả ra nha, để chứ tránh trường hợp mà khò nó bị cháy quéo cái hai cái dây di động. Rồi tiếp theo mình sẽ bóc cái con này ra nha các bạn. Máy khò lại mà bóc ra rất nhanh ha, chút xíu à nó ra liền. Bật các bạn bật cho nó nóng một xíu nha. Rồi ra nha các bạn. Đây là cái con IC chỉnh lưu 4 chân ha. Đây là trường hợp mình bóc ra rồi nha các bạn. Cái chân B cộng B trừ nè, hoặc là chân B cộng với mát á, thì bây giờ mình lấy một cái đồng hồ hôm nãy á, mình sẽ đo coi nó còn bị chập với nhau không nha các bạn. Đây các bạn cứ tiếp tục để cái thang đo mà đo thông mạch đó, mình sẽ chập hai cái chân B cộng B trừ coi nó còn chập nữa không ha. Như vậy thông báo gì á là mình đã bắt đúng van nha các bạn, là nó bị chạm cái đường B cộng á là do cái con IC 4 chân này, IC chỉnh lưu này nè. Như vậy mình đã đo rồi nó không bị chạm nữa nha các bạn, không bị chập mạch nữa.
bây giờ mình chỉ sẽ lấy một cái bo sát đi, bo sát của nguồn led driver, rồi mình thay cái con IC chỉnh luôn này vô là ok. Ở đây mình sẽ lấy một cái bo sát nha các bạn, rất nhiều bo ha. Các bạn lấy một cái bo sát bất kỳ nha. Tiên á các bạn cứ đo cho mình hai cái chân B cộng B trừ này nè của cái bo mà cần lấy á, coi nó có thông mạch không nha. Các bạn chấm hai chân B cộng B trừ, các bạn đo tổng chở đo nguội á. Hôm trước những video trước mình đã hướng dẫn các bạn đo rồi, các bạn đo nó lên khoảng 500 mấy 600 ohm á là ok. Đo đảo để chiều qua đo luôn nha, một chiều không lên một chiều lên. Cái này giờ chiều này là chiều không lên nè các bạn, đúng không? Đảo ngược lại. Các bạn thấy không? Nó lên là khoảng 5-657 ohm. Các bạn đo chân B cộng B trừ á của cái nguồn IC chỉnh lưu nè, một chiều lên một chiều không lên nha các bạn. Rồi chiều này nó lên 500-657 ohm, một chiều không lên. Như vậy chứng tỏ là cái con IC chỉnh lưu này tốt ha. Rồi mình lấy cái con IC tốt này á, mình sàng qua bên kia là xong. Rồi các bạn dùng khò, các bạn lấy ra bóc ra nha. Rồi lấy ra được rồi nha các bạn. Sau đây mình sẽ thay vô nha, thay trên vô cái bo mạch nó bị hư nè. Các bạn chú ý á, hai cái chân ngoài bìa của mình á là chân AC, còn bên cái chân hai chân bên trong á là chân B cộng B trừ hoặc là B cộng với mát á. Thì trên đây á, chân con IC này nó sẽ ký hiệu. Các bạn nhìn kỹ á, nó có sẽ có hai chân á cục hướng, nó có dấu cộng dấu trừ nè các bạn, các bạn thấy không, nó có dấu cộng dấu trừ á, còn hai chân còn lại là chân AC còn vào ha. Các bạn để ý cho mình. Rồi tiếp theo đây mình sẽ hàn cho đúng chân nha các bạn. Các bạn đặt đúng chân vô, các bạn để trên bo rồi các bạn hàn cho thôi. Này nói chung là các bạn có máy khò các bạn làm rất nhanh nha. Còn trường hợp mà các bạn không có máy khò, các bạn để ngược cái mỏ hàng cũng được, là nó ra. Rồi các bạn đá chân một chút xíu nha các bạn. Vậy đã xong nha các bạn, rất nhanh ha. Sau khi các bạn thay linh kiện vô á, các bạn có thể đo lại cái thông mạch nha các bạn, coi coi chân B cộng B trừ của mình nó thông mạch hay không ha. Rồi các bạn đo tổng chở một chân lên một chân không lên nha các bạn. Ở đây hai chân này nè nó sẽ không lên, các bạn đảo chiều qua đo lại, nó sẽ lên khoảng 650 mấy ohm á là ok. Và là tốt nha các bạn. Rồi tiếp theo đây á, các bạn cấp nguồn vô các bạn test nha. Nhiều bạn á bỏ qua cái bước này là cực kỳ quan trọng nha các bạn. Cái này nói chung là an toàn cho các bạn. Rồi mình lấy hai cái dây hôm nãy á, mình hàn cho thôi. Dây cấp nguồn AC. Như vậy đã xong nha các bạn.
Cái việc còn lại của mình á là các bạn cấp nguồn AC vô thông qua cái bóng đèn này nè. Tại vì nếu mà nó còn chập mạch nữa là cái bóng đèn này nó sẽ phát sáng. Còn trường hợp mà cái đèn của mình á nó không sáng là cái chứng tỏ là cái mình đã cô lập được cái vấn đề mà chập mạch rồi. Tiếp theo ở đây á, mình cũng sẽ dùng một cái đầu nối nhanh ha. Mình cắm vô hai cái ngõ cộng trừ của cái bầu led driver nó ra để cấp cho cái dãy led nha các bạn. Tiếp theo các bạn lấy cái đồng hồ, các bạn chỉnh cái điện áp của mình á là khoảng 1000 VDC ha. Các bạn lấy chân cộng chân trừ của cái đồng hồ á, các bạn cặp vô đúng cái chân của cái bông led driver này vô luôn nha. Mình đo cái điện áp ngõ ra trước, rồi sau đó mình đo cái cường độ dòng điện của cái bông led driver này coi nó đủ dòng đủ áp á, cấp cho dãy led không nha. Ở đây á, mình sẽ dùng một cái ổ cắm điện nha các bạn. Mình tiến hành mình cấp nguồn cho cái bông led driver. Chú ý các bạn không đụng chạm vô nha, tại vì cái này an toàn điện là trên đặt trên hàng đầu nha. Các bạn không biết các bạn những bạn chạm chập vô là giật nữa các bạn, nguy hiểm nha. Rồi sau đây mình sẽ cấp nguồn vô sau khi mình thay cái con IC9 lưu này á, coi nó như thế nào ha. Rồi các bạn thấy không? Ở đây là cái bóng đèn của mình á nó không sáng, chứng tỏ là cái điện áp á ngõ ra B cộng đã có rồi, nó không bị còn bị chập nữa nha các bạn. Đồng thời cái điện áp mà mình đo VOUT ngõ ra của cái bông led driver á, nó lên khoảng 144 V. Cái này mình đo được là 144 V nha các bạn. Đồng thời cái này không bị cái đèn á nó không bị sáng là nó không bị chập nữa. Như vậy á trong cái này á, mình đã giải quyết được thành công cái ban sửa cái bo nguồn led driver nó bị chạm chập cái IC chỉnh lưu. Rồi tiếp theo đây á, mình sẽ kiểm tra cái điện áp cái dòng ra ngõ ra của cái bo nguồn led driver này á nó được khoảng được bao nhiêu nha các bạn. Thì thông thường á là mình đo được á, là nó tầm khoảng là 150 mA. Thì đây mình sẽ kiểm tra. Các bạn tắt nguồn đi cho mình. Rồi các bạn chuyển cái thang đo ở đây á, mình chuyển qua cái thang đo 10 A nha các bạn. Mình đo cái cường độ dòng điện, mình đo cái dòng điện nó ra nó khoảng được bao nhiêu ha. Sau đó các bạn bật nguồn lên. Đó các bạn, cái dòng điện ở đây nó khoảng 150 nè các bạn. Nên là các bạn nhìn vào đồng hồ nè, nó giờ hiện tại nó là 100.13 nha các bạn. 0.13 là ampe, có nghĩa là 130 mA. Như vậy là ổn rồi nha các bạn. Nó đủ cái dòng mà để cấp nguồn cho hai con chip led đó, nó mắc song song với nhau. Rồi ở đây mình sẽ tắt nguồn đi nha. Như các bạn cũng đã biết á, cái nguồn led driver này nó sẽ cung cấp cho cái đèn led bulb nè, cái dòng của cái nó sẽ có hai con chip led á, nó mắc song song với nhau, rồi nó nối tiếp với hai con chip led khác mắc song song với nhau. Nè các bạn, cái dòng ở đây y của mình á, mình đo được là khoảng 130 mA. Thì dòng đi qua mỗi chip led này á, dòng y nè các bạn, nó sẽ là 65
miliampere nha các bạn. Như vậy á là tốt nha. Tại vì cái dòng y của mình á, các bạn nên tính là khoảng nó nằm trong khoảng từ 20 nè miliampere đến y led nè, là khoảng 100 miliampere đi. Thì cái led của mình nó nằm trong khoảng này á, là cái led nó tốt nha các bạn. Còn quá cái 100 miliampere đến 150 miliampere nó vẫn sáng, nhưng mà cái khả năng mà cháy chip led này á rất cao ha. Nên dòng mình đo được khoảng 130 miliampere là khá tốt. Rồi và là đối với những cái ban mà bị chạm, bị chập cháy nổ do nó bị chạm cái IC chỉnh lưu nha các bạn, mất cái đường bê cộng á, thì mình tiến hành mình đã thay cái IC chỉnh lưu vô là xong. Đồng thời các bạn kết hợp cho mình một cái bóng đèn nha, để các bạn đo chụp mạch á, coi nó có bị chỉ còn chập hay không. Nếu nó còn chập là bóng đèn nó sáng, thì các bạn khi mà nó các bạn bóng đèn nó còn sáng á, thì các bạn nó vẫn còn chạm. Thì các bạn dùng cái phương pháp này để các bạn xác định được linh kiện nào nó còn bị chạm chập hay không nha các bạn. Rồi, video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn cứ để lại comment dưới video nha. Mình sẽ hướng dẫn hỗ trợ support cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.